Bé Xuân Mai sau 17 năm sang Mỹ định cư đã là mẹ ba con, cuộc sống hiện tại thế nào? Từng được biết đến qua cái tên thần đồng âm nhạc, Xuân Mai là ngôi sao nhí một thời với những ca khúc thiếu nhi nổi đình nổi đám, những năm 2000 như con cò bé bé, chị ong nâu, con heo đất, bé Xuân Mai như một cái tên thương hiệu là nghệ danh được nhiều người biết đến, thậm chí cho đến bây giờ nhiều trẻ em còn nghe những ca khúc do cô trình bày. Sau khi trưởng thành, Xuân Mai tập trung cho việc học và gần như không còn hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Qua đó, cuộc sống hiện tại của Xuân Mai cũng được dân mạng quan tâm. Năm 7 tuổi, vì muốn con tập trung việc học nên gia đình đưa Xuân Mai sang Mỹ định cư. Bất ngờ biến mất khỏi showbiz, không ít khán giả thắc mắc và nhắc về cái tên bé Xuân Mai và mong muốn cô trở lại với con đường nghệ thuật, đáp lại tình cảm của mọi người. Đến năm 2009, nữ ca sĩ cho ra mắt MV Nỗi nhớ đóng băng. Trái ngược với sự mong đợi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Xuân Mai. Khác với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn từng cất thay thành ca khúc con cò bé bé này nữ ca sĩ trở nên mũm mĩm hơn giọng hát cũng thay đổi hẳn kể từ đó xuân mai không còn ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào mãi cho đến năm 2016 nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21 cô rất ít khi cập nhật hình ảnh gia đình trên mạng cũng như chia sẻ về đời sống cá nhân năm 2018 sau khi hạ sinh bé thứ hai xuân mai trở lại hoạt động nghệ thuật không cầm mic như trước nay xuân mai trở lại với vai trò diễn viên tham gia phim truyền hình kali mùa hoa vàng nhiều khán giả dành sự khen ngợi trước lối diễn xuất tự nhiên của xuân mai tuy nhiên cũng Cô cũng nhận không ít lời cay đắng với ngoại hình tăng cân quá đà, cũng không thể trách được vì lúc này Xuân Mai đã làm mẹ hai con. Cuối 2018, nhiều người ngỡ ngàng khi hay tin Xuân Mai đã sinh thêm một bé gái là con thứ ba của cô. Cộng đồng mạng cho rằng việc trong 3 năm sinh nở 3 lần liên tiếp sẽ rất nguy hiểm và khó khăn cho Xuân Mai. Tuy nhiên một người bạn của cô từng chia sẻ, việc sinh con liên tiếp trong 3 năm có thể làm cả gia đình vất vả nhưng sau này đỡ cực trong việc đưa đón các bé đi học. Chăm ba con nhỏ cùng lúc khiến Xuân Mai gặp không ít áp lực, căng thẳng nhưng cô vượt qua được vì có sự hỗ trợ chia sẻ của chồng và gia đình hai bên. Hiện tại Xuân Mai đang có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình tại Mỹ. Đầu tháng 7, Xuân Mai bất ngờ lộ diện sau thời gian dài vắng bóng. Cô xin lỗi khán giả vì không xuất hiện trên mạng thời gian vừa qua, rồi gửi lời động viên đến người hâm mộ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid. Trong hình ảnh đăng tải, trong hình ảnh được đăng tải dễ dàng nhận thấy Xuân Mai có phần mũ mĩm hơn, làn da lộ rõ nhiều vết đồi mồi dấu ấn thời gian trên gương mặt. Không khó tránh khỏi khi Xuân Mai đã trải qua 3 lần sinh nở. Tuy vậy thần sắc của cô vẫn vô cùng dạng người tươi tắn. Lần cuối Xuân Mai cập nhật trên trang cá nhân là vào cuối tháng 7. Qua đó nữ ca sĩ một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe cũng như dành lời khuyên cho mọi người trước dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra Xuân Mai cũng đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên ba nhóc tỳ, bộc lộ rõ tinh thần lạc quan tuổi hai. Bé Xuân Mai nuôi ba con, thu nhập hạn chế khi sống ở Mỹ, bố ruột làm nêu và bán phở để mưu sinh. Xuân Mai là một trong số cái tên khiến khán giả tiếc nuối, ví là tài năng sớm nở tối tàn. Khi còn nhỏ, Xuân Mai đã được giới truyền thông gọi là thần đồng âm nhạc. Cô lên sân khấu từ năm 2 tuổi và có lượng fan nhí đông đảo. Những ca khúc thiếu nhi gắn liền với hình ảnh bé Xuân Mai thời điểm ấy, như con cỏ bé bé, chị ong nâu, con heo đất đã trở nên quen thuộc cho tới hiện tại. Nhiều người cho rằng để nổi lên nhanh chóng như một hiện tượng, bé Xuân Mai ngoài may mắn còn nhờ có bố mắt tay lăng xê. Khi ấy bố ruột của cô là nghệ sĩ Tuấn Cảnh cũng là ngôi sao chạy show nhiều tỉnh từ Nam ra Bắc không chỉ định hướng cho con gái, ông còn giúp con tạo dựng thương hiệu riêng. Chỉ tiếc là Xuân Mai đã ngừng theo đuổi âm nhạc khi cùng gia đình sang Mỹ định cư. Từ đó cuộc đời cô rẽ sang hướng mới. Từ giã nghệ thuật vì ngoại hình thay đổi, một nách ba con vất vả cùng chồng kiếm sống trên đất Mỹ. Năm 7 tuổi, Xuân Mai được bố mẹ đưa sang Mỹ với mong muốn con tập trung cho việc học. Cũng từ quyết định này, sự nghiệp âm nhạc của Xuân Mai lao dốc. Dù sau đó cô phát hành một MV ca nhạc nhưng đều không thành công. Hơn thế, sự thay đổi về ngoại hình ở tuổi dậy thì là lý do khiến khán giả khó chấp nhận, bởi nhiều người vẫn còn yêu tiếng hát và dáng vẻ đáng yêu của bé Xuân Mai một thời. Năm 2016, Xuân Mai thông báo kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Với những ai yêu mến và theo dõi bé Xuân Mai, đó là cú sốc bởi họ vẫn hy vọng cô sớm quay lại với âm nhạc. Dẫu vậy, Xuân Mai quyết định chọn cuộc sống rời xa nghệ thuật. Cô liên tiếp sinh thêm hai con vào năm 2018. Xuân Mai từng thừa nhận việc sinh ba con trong 3 năm liên tiếp, dù mang đến nhiều niềm vui cho gia đình nhưng cũng làm phát sinh áp lực về kinh tế cho hai vợ chồng. Tuy nhiên cô may mắn có được sự đồng hành từ hai bên nội ngoại ông xã. Nhiều lần Xuân Mai cho biết sẽ không quay trở lại với âm nhạc dù nhiều khán giả mong chờ. Bởi lẽ kinh tế bây giờ là điều quan trọng đối với Xuân Mai. Mỗi ngày Xuân Mai và ông xã đều làm việc tại ngân hàng từ sáng đến tối. Các con được hai bên ông bà chia thời gian hỗ trợ chăm sóc. Xuân Mai không còn tự tin về ngoại hình khi vẻ ngoài thay đổi quá nhiều từ lúc thành mẹ bỉm. Có thời điểm Xuân Mai tự ti mà cảm đến mức không dám ra đường vì những lời bình luận so sánh của dân mạng khi xem những hình ảnh đời thường của cô. Ngoài ra Xuân Mai tâm sự cuộc sống của cô từ khi sang Mỹ đi học, định cư cho đến lúc kết hôn, làm mẹ không hào nhoáng như nhiều người nghĩ. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, con thì nhờ mẹ trông giúp. Tôi cũng rất nhớ quê hương, sân khấu nên hy vọng một ngày không xa sẽ về Việt Nam để hát cho khán giả nghe. Xuân Mai trải lòng. Trong chia sẻ gần đây của bố ruột Xuân Mai, ông cho biết rất thương các con khi kinh tế gia đình lúc này không ổn định. Nghệ sĩ Tuấn Cảnh nói, tôi thương Xuân Mai vất vả vì tính nghệ sĩ lấy chồng sớm sinh nở nhiều, một nách bao con thu nhập hạn chế. Con không than vãn, tôi hỏi Han cũng chỉ trả lời chung chung để bố không lo lắng. Tôi hiểu tính Mai nên vẫn thường xuyên giúp đỡ, thấy con thiếu chỗ nào thì bù chỗ đó. Ông cho biết Xuân Mai mãi mãi không vượt qua được, ông cho biết Xuân Mai mãi không vượt qua được cái bóng thời bé, nên bây giờ chỉ mong con làm người bình thường, gia đình ấm êm hạnh phúc. Dù con gái có nhiều nỗi buồn, áp lực, nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc lúc này là sự bù đắp lớn, không chỉ được chồng yêu chiều, các con của Xuân Mai cũng ngoan ngoãn, trước đó xuân mai từng nói cô may mắn lấy được người chồng chân thành chịu khó biết quan tâm và nghĩ cho gia đình từ nhỏ chứng kiến bố mẹ ly hôn xuân mai thường kết nối trò chuyện với chồng để có hôn nhân bền vững vợ chồng tôi luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc bố ruột học làm nêu mở quán phở phụ vợ kiếm tiền nơi xứ người mong tuổi già về việt nam nghỉ hưu Giống như con gái, nghệ sĩ Tuấn Cảnh lúc này cũng gác lại đam mê nghệ thuật để mưu sinh nơi xứ người. Được biết sau khi chia tay mẹ Xuân Mai, ông tái hôn và sống kín tiếng gần 20 năm nay. Cuối năm ngoái, từ cuộc gặp với nghệ sĩ Thúy Nga, khán giả mới dần biết về những thay đổi suốt thời gian qua của bố Xuân Mai. Nghệ sĩ Tuấn Cảnh sau khi tái hôn đã bảo lãnh vợ sang Mỹ, sau đó có con trai hiện đã 17 tuổi. Ông cho biết, từ khi sang Mỹ sống đã chân ướt chân giáo học nhiều nghề, đi làm thuê vài nơi để có thêm kinh tế. Sau này vợ mở tiệm làm nêu, giọng ca qua ngõ nhà em cũng phải sắn tay phụ, sau một lần nấu phở được bạn bè khen ngon vợ chồng nam nghệ sĩ cũng mở tiệm nhỏ để bán hàng ăn nhiều năm nay thu nhập của tuấn cảnh chủ yếu tới từ việc bán phở được các đồng hương ủng hộ trong đó có không ít bạn bè nghệ sĩ trước khi lập gia đình bé xuân mai cũng từng có thời gian bưng phở phụ cha nói về nguồn thu nhập hiện tại bố xuân mai tâm sự khi mới sang nước ngoài tôi bỡ ngỡ nhưng tôi nghĩ người ta sống được thì mình cũng sống được người ta làm nghề đó được thì tôi cũng làm được tôi không nghĩ mình phải làm nghề gì cao sang ở đất khách chỉ cần đừng lười biếng thì không phải lo gì hết tôi kinh doanh phở vì khi sang Mỹ cũng không có nghề nào làm. Hơn nữa, nấu phở là nghề gia truyền của nhà tôi. Từ bé tôi đã phụ cha mẹ nấu phở. Quán của tôi đông khách, trời thương nên đủ ăn, nhưng làm hàng ăn cũng cực. Đến giờ tôi vẫn tự đứng bếp nấu nướng chứ không... Đến giờ tôi vẫn tự đứng bếp nấu nướng chứ không chỉ quản lý như người khác nên mới vất vả. Hiện bố Xuân Mai ngoài 50 tuổi, sau gần hai thập kỷ bôn ba xứ người, ông không tiếc nuối chuyện gác mic khi đang nổi tiếng. Ông cho biết tương lai muốn khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ về quê hương, thế nên hai vợ chồng lúc này cày để về sau không phải nghĩ chuyện tiền bạc nữa về già sống ở việt nam vẫn sướng hơn chỉ cần căn nhà nhỏ mở tiệm bán đủ ăn sáng chiều chiều gặp bạn bè ông chia sẻ ngoài ra nghệ sĩ tuấn cảnh cho biết vẫn giữ liên lạc với mẹ xuân mai dù sống khác tiểu bang với con gái nhưng thường xuyên gọi điện hỏi thăm các con và cháu ngoại ông nói vợ cũ tôi đang ở cùng xuân mai thi thoảng vẫn về cali chơi và vợ tôi cũng lái xe đón đưa trở đi chơi hồi tết vừa rồi mẹ con xuân mai về nhà tôi chơi xuân mai hiện ở ohio với chồng ba đứa con và mẹ dì là người tốt coi tôi và em trai như con ruột chúng tôi coi nhau như gia đình Mẹ tôi và bố bây giờ cũng là bạn, thậm chí mỗi khi bố và gì bận, mẹ tôi còn đưa em Steven là con riêng của nghệ sĩ Tuấn Cảnh đi học giúp, tôi cảm thấy vui vì điều đó. Bé Xuân Mai chật vật nuôi ba con ở Mỹ, bố ruột bán phở bấp bênh qua ngày. Năm 7 tuổi, giọng ca con cò bé bé được bố mẹ đưa sang Mỹ với mong muốn con tập trung việc học nhiều hơn. Hiện tượng âm nhạc một thời bé Xuân Mai ít ai biết nay đang có cuộc sống chật vật bên đất Mỹ. Sau khi kết hôn và có ba con, Xuân Mai phải làm bươn trải kiếm sống. Bố ruột cô phải đi bán phở, học nêu để phụ vợ. Năm 7 tuổi, Xuân Mai được bố mẹ đưa sang Mỹ với mong muốn con tập trung cho việc học nhiều hơn. Cũng từ quyết định này, sự nghiệp âm nhạc của Xuân Mai lao dốc. Một vài MV ca nhạc nhưng không thành công. Sự thay đổi về ngoại hình ở độ tuổi dậy thì cũng là lý do khiến khán giả khó chấp nhận Xuân Mai. Bởi lẽ nhiều người vẫn còn yêu tiếng hát và vẻ đáng yêu của bé Xuân Mai một thời. Năm 2016, Xuân Mai thông báo đã kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Với những anh yêu mến và theo dõi Xuân Mai, đó là cú sốc, bởi họ vẫn hy vọng cô sớm quay lại với âm nhạc. Dẫu vậy, Xuân Mai quyết định chọn cuộc sống hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Cô liên tiếp sinh thêm hai con vào năm 2018. Xuân Mai thừa nhận việc sinh ba con trong 3 năm liên tiếp dù mang đến nhiều niềm vui cho gia đình nhưng cũng làm phát sinh không ít áp lực về kinh tế vất vả cho hai vợ chồng. Tuy nhiên cô may mắn có được sự đồng hành từ hai bên nội ngoại, ông xã nhiều lần Xuân Mai cho biết sẽ không quay trở lại với âm nhạc dù nhiều khán giả mong chờ bởi lẽ kinh tế bây giờ mới là điều quan trọng với bà mẹ ba con. Mỗi ngày Xuân Mai và chồng làm việc tại ngân hàng từ sáng đến tối. Các con được hai bên ông bà chia thời gian hỗ trợ chăm sóc. Xuân Mai không còn tự tin về ngoại hình khi vẻ ngoài thay đổi quá nhiều từ lúc thành mẹ bỉm. Có thời điểm Xuân Mai tự ti mà cảm đến mức không dám ra đường vì những lời bình luận so sánh của dân mạng khi xem những hình ảnh đời thường của cô. Ngoài ra, Xuân Mai tâm sự cuộc sống của cô từ khi sang Mỹ đi học, định cư cho đến lúc kết hôn làm mẹ không hào nhoáng như nhiều người nghĩ. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, con thì nhờ mẹ trông giúp. Tôi cũng rất nhớ quê hương, sân khấu nên hy vọng một ngày không xa sẽ về Việt Nam để hát cho khán giả nghe. Xuân Mai trải lòng. Trong chia sẻ gần đây của bố ruột Xuân Mai, ông cho biết rất thương các con khi kinh tế gia đình lúc này không ổn định, Tôi thương Xuân Mai vất vả vì tính nghệ sĩ lấy chồng sớm, sinh nở nhiều, một nách ba con thu nhập hạn chế, chịu áp lực công việc, con không than vãn. Tôi hỏi Han cũng chỉ trả lời chung chung để tôi không lo lắng. Tôi hiểu tính con nên thường xuyên giúp đỡ, thấy con thiếu chỗ nào sẽ bù đắp chỗ đó. Giống như con gái, nghệ sĩ Tuấn Cảnh lúc này cũng gác lại đam mê nghệ thuật để bưu sinh nơi xứ người. Sau khi chia tay mẹ Xuân Mai, ông tái hôn và sống kín tiếng gần 20 năm nay. Cuối năm ngoái, từ cuộc gặp với nghệ sĩ Thúy Nga, khán giả mới dần biết thêm về những thay đổi suốt thời gian qua của bố Xuân Mai. Nghệ sĩ Tuấn Cảnh sau khi tái hôn đã bảo lãnh vợ sang Mỹ, sau đó có con trai hiện đã 17 tuổi. Ông cho biết từ khi sang Mỹ sống đã chân ướt chân giáo học nhiều nghề, đi làm thuê vài nơi. Sau này, vợ mở tiệm làm nêu, Tuấn Cảnh cũng phải sắn tay phụ. Sau một lần nấu phở được bạn bè khen, vợ chồng nam nghệ sĩ mở tiệm nhỏ để bán hàng ăn. Nhiều năm nay, thu nhập của Tuấn Cảnh chủ yếu tới từ việc bán phở, được các đồng hương ủng hộ trong đó có không ít bạn bè, nghệ sĩ. Trước khi lập gia đình, bé Xuân Mai cũng từng có thời gian bưng phở phụ bố. Hiện tại, bố Xuân Mai ngoài 50 tuổi, sau gần hai thập kỷ bôn ba xứ người, ông không tiếc nuối chuyện gác mít khi đang nổi tiếng. Ông cho biết tương lai muốn đến tuổi nghỉ hưu về quê hương để hưởng tuổi già, nên hai vợ chồng lúc này ra sức cày để về sau không phải nghĩ chuyện tiền bạc. Về già, sống ở Việt Nam sướng hơn, lúc đó tôi chỉ cần có căn nhà nhỏ, mở tiệm bán đồ ăn sáng, chiều chiều tụ tập bạn bè. Ông chia sẻ.